是照旧无常，前行仍旧遍地雪霜。当四季尚在场时，能怀抱你是最大理想。现实是日夜只懂念旧，没有办法放手，只梦想跟你去其世，风再急可捉紧你手，从头开始，多多一次靠你我来重演。上集就如排练，就让剧情缓缓改变，从头饰演一个更信爱情人选。相恋知道上集未能完事，吐尽热情重来一遍。然而远方是各自各一边，但愿有天会怎的更。Bộ phim Sứ mệnh 36 giờ phần 2. Tập 7. Chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Chân của tôi không có cử động được. Lúc tôi nhập viện vẫn còn đi được mà. Bây giờ không có cảm giác gì hết. Không cử động được. Tại sao vậy? Không sao đâu mà. Tôi bị liệt rồi. Là anh Dịch. Anh làm bác sĩ cẩu thả như vậy sao? Tôi làm cái gì chứ? Chuyện gì vậy Mỹ Tuyết? Em bình tĩnh lên đi. Bà ngoại bị liệt rồi. Hả? Bác sĩ Hướng đã sắp xếp cho các lớp khẩn cấp đó. Kết quả báo cáo tới giờ vẫn chưa có. Anh kêu em làm sao mà bình tĩnh được? Không đúng, tôi nghe anh đi nói anh ấy giúp bà ngoại làm kiểm tra, chưa kiểm tra xong bà ấy đã bị người ta đưa đi rồi. Tôi mới vừa hỏi Vĩnh xong, tôi nói là lúc anh giúp bà tôi làm kiểm tra, không cẩn thận làm cổ của bà tôi bị thương. Anh là bác sĩ khoa xương, không phải nên theo dõi kỹ càng hay sao chứ? Nhưng mà kết quả xét nghiệm trên máy tính hiển thị rõ vùng ngực xuất hiện bóng trắng, tôi đã kiểm tra cột sống cũng chẳng có vấn đề gì, không thể nào khẳng định bà ấy mắc những bệnh về xương, cho nên không cần theo dõi. Tôi đã làm theo trình tự, chắc chắn là không có vấn đề gì. Anh cũng biết là bà ngoại tôi đã cao tuổi rồi, xương cổ dễ bị thoái quá. Anh làm tổn thương bà ấy, lớn như xương cổ đè lên dây thần kinh vận động, dẫn tới bại liệt, sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó. Anh chịu trách nhiệm được hay không? Bệnh nhân cho tính mạng cho anh mà anh lại làm cẩu thả. Anh làm sao mà làm bác sĩ đây hả? Là ăn dịch Mỹ Tuyết. Em nói bác sĩ Hướng đang giúp bà em làm kiểm tra, vẫn chưa có kết quả, đúng không? Đợi báo cáo ra rồi thì nghĩ cách tiếp đi. Em đi với anh ra ngoài một chút được không? Ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Rốt cuộc anh giúp em hay là giúp bạn của anh đây? Nè, anh nói trước nha, em không thể hỏi anh. Nếu như em với má anh rơi xuống nước thì anh sẽ cứu ai trước đó nha? Em không có hỏi như vậy. Vấn đề gần giống vậy cũng không được. Em là bạn gái của anh thì đương nhiên anh không muốn em không vui. Nhưng mà em đi cũng là bạn của anh, anh cũng đâu có muốn sự việc xảy ra vậy. Anh đang muốn giúp em đi đúng không? Anh nghĩ cho em mà. Anh biết là em thương bà ngoại, nhưng mà em yên tâm, chúng ta có rất nhiều người, nhất định sẽ có cách chữa trị cho ngoại của em. Cái đó là nhẫn kết hôn của chúng tôi, đeo trên người mà cũng có thể làm mất được sao chứ? Ông ngoại được lo mà. Bác sĩ Hướng à, thật tình xin lỗi nha. Bác cụ đi với tôi tìm lâu lắm rồi mà không tìm ra. Ông đừng nói như vậy. Thật ra con tăng ca xong không có việc gì làm. Ông nghỉ ngơi đi, ở đây cứ giao cho con. Ừ, không có nghỉ được đâu. Lát nữa tôi còn phải tìm. Nếu như tìm không được chiếc nhẫn thì vợ tôi chắc chắn sẽ giận tôi lắm. Bà ấy coi trọng chiếc nhẫn này, chắc chiếc nhẫn đó quý giá lắm. Tôi đó, hồi trước nghèo lắm, phải để dành tiền thiệt là lâu mới mua được một cặp nhẫn cưới này nè. Vậy bà ấy chắc chắn rất thương ông, tại vì thật lòng yêu một người mới không quan trọng mấy thứ này. Đúng vậy, lúc còn trẻ gia đình vợ của tôi rất là giàu có. Bà ấy vì muốn ở bên cạnh tôi mà cãi nhau với gia đình, bỏ nhà ra đi, đem theo mấy bộ quần áo chạy đi cùng tôi chịu khổ. Nhưng bà ấy rất là cố chấp, không để cho người ta khinh thường. Bà ấy cực khổ nuôi lớn con gái, gả cho một bác sĩ lớn,
bà ấy vui lắm, thấy hãnh diện nữa. Tiếc là sau này á, nó ly hôn rồi, còn đi lấy một người dạy khiêu vũ. Cô nói coi làm sao bà ấy không giận. Thật ra cha mẹ đều muốn con mình tốt mà thôi, nhưng có nhiều lúc không hiểu rõ thế nào mới là tốt. Con nghĩ tốt với xấu, mọi thế hệ khác nhau đều có cách nghĩ khác nhau. Không phải thế hệ khác nhau, mà là tuổi tác khác nhau. 2 năm gần đây, sức khỏe bà ấy rất yếu, mà còn bị lãng tai nữa. Người ta nói chuyện, bà ấy nghe không có được rõ ràng. Tính tình thì càng ngày càng tệ, cứ lô tô ra mà la. Nhưng mà, cho dù bà ấy có cằn nhằn tôi thế nào, tôi cũng không có bận tâm đâu. Tại vì chỉ có bà ấy mới chịu sống cuộc sống cực khổ cùng tôi vượt qua mà thôi. Vậy thì con nhất định sẽ giúp ông tìm lại chiếc nhẫn. Những ngày bà ngoại nhập viện, tình trạng viêm hạch bạch huyết đã trở nên rất nghiêm trọng. Và làm vai của bà ấy không có sức, thân dưới bị tê liệt. Nhưng mà chúng tôi kiểm tra thấy bà ấy không phải bị tai biến, mà là máy xét nghiệm siêu âm phát hiện cột sống bà ấy có bóng trắng. Tôi nghi ngờ đó chính là biểu hiện của bệnh sơ IgG4. IgG4? Đó là loại hình thứ tư của kháng thể bạch huyết. Vậy là không phải bác sĩ la làm bà ấy bị thương. Loại bệnh này có thể phát sinh ở bất cứ nơi nào trong cơ thể. Phần thân dưới của bệnh nhân bị tê liệt, tôi nghi ngờ là do màng cứng biến đổi, dẫn đến đè lên dây thần kinh trung khu. Loại bệnh này rất nguy hiểm, chỉ mới xuất hiện 5 năm nay. Mỗi năm chỉ có thể gặp phải 1-2 ca. Có phải gọi là IgG4? Có thể phẫu thuật thần kinh chỉ có 12 ca, nhưng mà cộng thêm những khoa khác, một năm cũng có khoảng 10 ca. Vì vậy tôi đề nghị xét nghiệm tế bào bạch huyết, xác định có phải là IgG4 không. Tôi đi chuẩn bị. Tốt nhất là giúp bà ấy chụp cắt lớp thêm lần nữa, xác định rõ bóng trắng trong cột sống của bà ấy có đúng là màng cứng biến đổi đè lên dây thần kinh trung khu hay không. Nếu như vậy chúng ta phải lập tức làm phẫu thuật ngay. Đồng ý. Nếu vậy cậu sẽ đích thân làm phẫu thuật chứ? Sao anh hỏi vậy? Thắc mắc thôi. Tôi đã từng nói rồi, tôi đến để khám bệnh, cậu là người được khám. Lần trước cậu giúp Trần Gia Quốc làm phẫu thuật không hề có sai sót, nhưng mà lần này là người thân của cậu. Cậu có lo lắng sợ sai sót không? Lo lắng cũng không làm được gì. Một người bác sĩ ngoại khoa trong cuộc đời có thể làm hơn cả 1000 ca phẫu thuật, không trốn tránh được. Nếu như cậu cứ lo lắng vậy hoài, tôi sợ là có một ngày cậu sẽ không làm được. Đến lúc đó đó, chuyển đến khoa bệnh lý đi. Má, đừng như vậy mà, sẽ không có sao đâu, hả? Đúng đó bà ngoại, kết quả xét nghiệm vẫn chưa ra, có thể lập tức xuất viện mà. Đúng đó. Ừ. Mọi người đến đúng lúc quá, mau dỗ bà ngoại đi. Bà ngoại, con với Nhất Kiện tới thăm ngoại nè, ngoại đừng có buồn nha. Bà ngoại đừng lo lắng, bác sĩ giúp ngoại xét nghiệm tế bào bạch huyết nghi ngờ là IgG4, sau khi có báo cáo biết được bệnh gì thì có thể chữa bệnh rồi. Nếu như là thật, liệu có chuyện gì không? Thật ra không cần lo lắng đâu. Bà ngoại, chỗ nguy hiểm nhất của IgG4 là căn bệnh này rất khó phát hiện. Chỉ cần phát hiện sớm thì tỷ lệ hồi phục sẽ rất là cao đó. Ồ, đúng rồi đó, đứa cháu ngoại và chồng của nó cũng nói như vậy rồi. Vậy tức là không có gì rồi, bà cứ việc yên tâm đi ha. Yên tâm cái gì mà yên tâm, bác sĩ khám bệnh làm gì nói thật lòng với bệnh nhân chứ. Đừng có làm phiền tôi nữa mà. Bà tính đi đâu? Tôi rất là lo lắng, để tôi đi xả hơi một chút đi. Đi ra ngoài. Đừng có đi theo tôi. Đi lấy nha. Xe lăn. Mọi người đi ra ngoài trước đi. Mọi việc cứ để đó. Hôm nay trời thiệt là mát mẻ, bởi vậy đi ra ngoài đây hít thở không khí trong lành cũng tốt. Tôi không muốn nghe ông nói nhiều. Ông đi mua ly trà chanh mật ong cho tôi uống đi. Được rồi, trà chanh phải không? Được. Phải. Đừng có đi lung tung, tôi đi chút tôi đi về liền. Đi cái gì mà đi như vậy, sao mà đi được chứ? Được rồi. Tôi nhận ra anh, nghe nói anh còn trẻ mà hay lắm. Là bác sĩ giỏi trong giới bác sĩ, có đúng không vậy? Ê, người ta thích nói chơi vậy thôi. Hình như là oai phong hơn nhiều. Thật ra thì bác sĩ giỏi trong giới bác sĩ cũng chỉ là bác sĩ thôi. Thanh niên như anh mà cũng nói nhiều quá. Tôi chỉ muốn hỏi anh có biết cái gì là IgG4 không vậy? Trong gia đình bà có rất nhiều người là bác sĩ, sao bà không hỏi họ? Anh cũng biết họ là người nhà của tôi hay sao? Anh sẽ nói với họ rằng người đó sắp không được rồi hả? Tôi biết là họ thương tôi, quan tâm tôi, không muốn tôi lo lắng thì làm sao dám nói thật với tôi chứ? Nhưng mà tôi không muốn mình sắp chết rồi mà cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nếu như mà tôi thật sự sắp chết thì tôi cũng phải làm gì trước để chuẩn bị chứ. Nếu như bà biết là họ thương bà, tại sao bà lại thường hay la mắng họ vậy? Bác sĩ nhà anh cũng nhiều chuyện thiệt đó.
Bây giờ nói cho anh biết cũng không có sao hết. Chồng của tôi rất dễ bị ăn hiếp, con gái tôi thì lại không thông minh. Nếu không phải tôi thường hay la mắng họ thì làm sao họ tự lập được. Đừng có nói nhiều nữa. Rốt cuộc anh có biết cái gì gọi là IGD4 không vậy? Thôi được rồi, để tôi nói bà biết nha. Thật ra bệnh sơ IGD4 rất là phức tạp. Nó có thể dẫn đến rất nhiều chứng bệnh khác. Ví dụ như là viêm nội tạng, bao gồm bị viêm gan nè, thoái hóa ruột nè, viêm phổi nè, rồi là viêm não nè, viêm nội mạc nè, sơ đại động mạch và bị viêm họng. Hơn nữa còn có rất nhiều di chứng khác. Vậy tức là nguyên cả người tôi bệnh hết hả? Thật ra thì bệnh IGD4 này có thể xảy ra trên bất cứ bộ phận nào của cơ thể. Hơn nữa sẽ không ngừng tái phát. Nghiêm trọng thì có thể xuất hiện khối u, tức là ung thư. Ung thư? Ung thư? Bị ung thư chắc là tôi sẽ chết. Thì sớm muộn gì bà cũng phải chết thôi. Tôi sẽ chết? Sẽ chết thật sao? Dù sao thì sớm muộn gì cũng chết. Nếu có cơ hội thì hãy đối xử với người nhà tốt một chút. Tôi sẽ chết. Thời tiết hôm nay đẹp thiệt. Đúng ha. Rồi. Thật ra thì bà sắp làm phẫu thuật rồi. Đợi bà làm phẫu thuật xong, bồi dưỡng sức khỏe rồi mới chụp hình, vậy cũng đâu có làm sao. Lớn tuổi rồi, có rất nhiều chuyện làm rồi sẽ tốt hơn. Mắc công sau này không có thời gian. Ừ, nói bậy không. Sáng nào chúng ta cũng đi bộ, tập thể dục giữ sức khỏe. Ăn cơm trưa xong lại đi uống trà. Buổi tối thì đi ngủ sớm, có sức khỏe như vậy làm gì mà không có thời gian. Đúng vậy, nói gì thì nói chúng ta cũng biết hưởng thụ lắm ha. Bà ngoại tới rồi. Bà ngoại, ông ngoại. Má. Bà ngoại, ông ngoại. Bó hoa này tặng cho má. Bị Tuyết biết được má chịu chụp hình với tụi con, liền lập tức đi mua qua bách hợp má thích nhất đó. Má xem nè. Ngoan, ngoan. Ý, bà ngoại, cuối cùng bà cũng chịu mang máy trợ thính hả? Bà ngoại muốn nghe thiệt rõ mấy đứa đang nói cái gì mà. Được, chuẩn bị xong chưa? 1, 2, 3. Tấm này đẹp lắm, chụp thêm một tấm nữa nha. Bà ngoại, lát nữa bác sĩ khoa gây mê sẽ giúp ngoại tiến hành gây mê toàn thân. Sau đó tụi con sẽ giúp ngoại làm phẫu thuật. Không cần sợ đâu, cứ coi như một giấc ngủ, tỉnh dậy sẽ không sao, ha? Mỹ Tuyết à, ngoại hia, giao mạng sống của ngoại vào tay của con đó. Ngoại ơi, ngoại yên tâm, con sẽ không để ngoại xảy ra chuyện đâu. Được rồi, có thể giúp bệnh nhân gây mê toàn thân. Mỹ Tuyết, chúng ta bắt đầu. Giao. Bây giờ chúng ta bắt đầu cắt lớp cơ. Nên giùm tôi giao điện đơn cực. Trước tiên thì chúng ta sẽ mở một vết mổ trên lưng của bệnh nhân ở vị trí cột sống. Nhìn lướt qua lớp da, lớp mỡ và lớp cơ thì chúng ta sẽ nhìn thấy cột sống. Sau đó chúng ta sẽ di dời mảnh cung ở đốt sống thắt lưng để chúng ta có thể nhìn thấy màng cứng bị biến đổi. Tiếp theo đó chúng ta sẽ thông qua kính hiển vi lấy màng cứng bị biến đổi ra. Cuối cùng làm cho thần kinh trung khu không còn bị chèn ép nữa. Kéo móc câu. Bây giờ chúng ta tách màng xương, đốt điện đơn cực. Khoan siêu tốc. Di dời đèn, đưa kính hiển vi qua.
khéo loại nhỏ. Kẹp loại nhỏ. Từ từ một uống nha. Tới đông đủ hết rồi đó ha. Đến đủ hết rồi. Ông ngoại, má, nè ngồi đi. Bà không sao chưa? Không sao hết. Bà ngoại, lúc này con giúp bà kiểm tra lại rồi, vết thương của bà hồi phục rất tốt, phần thân dưới hồi phục lại cảm giác, đợi mấy ngày nữa có thể đi lại rồi. Cảm ơn bác sĩ Hương nha. Còn Mỹ Tuyết nữa. Đừng nói vậy mà bà ngoại, đây là bổn phận của con mà. Đúng rồi má. Hình lần trước chụp rửa ra rồi nè, má xem có thích hay không, đẹp lắm đó, má xem đi. Vậy sao? Để coi thử coi. Ây cha, đúng ha, tấm nào cũng đẹp quá trời. Lần này đúng là cảm ơn ông trời. Nếu ông trời không phù hộ chắc không được gặp mọi người nữa rồi. Trời má ơi, đừng có nói vậy mà. Đúng đó. Sau khi má xuất viện có thể gặp tụi con bất cứ lúc nào. Đúng đó, đợi ngoại khỏe lại chúng ta cùng đi nhiều nơi khác để chụp hình nha. Cháu gái ngoan của ngoại, con cũng phải giống ngoại vậy, mau chữa trị bệnh của con, đi được, chạy được, ăn được ha. Con biết rồi, con nhất định sẽ cố gắng giống như là bà ngoại vậy. Đúng đó, con với chị cũng bị di truyền truyền thống xuất sắc của bà ngoại đây, rất kiên cường, đánh không chết đó. Lần này ngoại nhờ có con đó Mỹ Tuyết, sau này con phải thường xuyên đến với ngoại, nói chuyện với ngoại nha. Dạ được. Bác sĩ La. Bà Lợi, con... Anh cái gì hả? Con muốn nói lời xin lỗi với bà. Nói một câu xin lỗi là được sao? Ngoại đây đi. Bà Lợi à, con xin lỗi, hy vọng bà tha lỗi cho con. Còn đem cả quà tới nữa chứ. Kệ đi. Cũng được, bó quà này đẹp lắm. Bộ muốn theo đuổi bà hả? Không phải chứ, muốn giành với tôi hả? Dạ không dám, không dám đâu, không dám đâu. Nè ngồi xuống. Không có phải sợ mà. Ngồi. Bác sĩ Hướng, chào cô. Chào. Nhận ra tôi không? Bác sĩ Lý của khoa ngoài lồng ngực đúng không? Trước đây tim bệnh nhân của tôi có vấn đề, anh và bác sĩ Dương tới giúp đỡ tôi đó. Lần sau tôi chuyển khoa sẽ đến khoa nội khoa của cô thực tập. Nói không chừng sau này cô phải giúp tôi đó. Tôi làm ở đây cũng chưa lâu, tới lúc đó giúp đỡ lẫn nhau nha. Được. Báo cáo của cậu xong rồi, phiền cậu đưa cho bác sĩ tiền. Được, cảm ơn nhiều, tôi đi trước nha. Sao rồi, có chuyện gì? Ca phẫu thuật của bà Lợi rất thành công, bà ấy tỉnh lại rồi. Nhưng không biết tại sao, sau khi phẫu thuật xong, tính tình bà ấy là khác hẳn luôn. Xin chúc mừng. Tôi tin tưởng bà ấy không thay đổi được tính cách này đâu. Ai ngờ sau khi khỏi bệnh thì hoàn toàn khác hẳn rồi. Tính cách không đổi thường hay la mắng người khác. Trong lúc một người đối mặt với cái chết á, thì họ sẽ vô cùng hối hận. Dường như là không giống như trước nữa, bây giờ thoát chết rồi. Cho nên nếu như muốn thay đổi một người, cách tốt nhất là nói cho họ biết họ sắp chết. Nhưng tại sao anh biết là có người nói cho bà ấy biết bà ấy sẽ chết? Là anh sao? Tôi chỉ nói là con người dù sao cũng phải chết thôi. Anh nói xạo nha. Tôi chỉ nói bà ấy sớm muộn gì cũng chết. Con người sớm muộn gì cũng chết mà không hề nói chuyện gì liên quan đến bệnh bẫy. Không ngờ con người anh là gian như vậy. Bác sĩ khám bệnh quan trọng nhất là phán đoán bệnh chính xác thì mới có thể chữa bệnh cho bệnh nhân chứ. Chứ nếu không thì có lục lọi bao nhiêu lần cũng vô dụng. Sao biết tôi đã từng lục lọi chứ? Nói chung là anh giúp bà ấy nên tôi phải cảm ơn anh. Tôi có chuyện phải đi trước đây. Nè, hình của cô. Tặng cho anh làm kỷ niệm đó. Tạm biệt. Không cần nhăn mặt nhăn mày đâu. Nè, thử lại coi. Không thấy người ta thì cứ nhớ người ta như vậy hả? Anh nói đi đâu vậy? Nè, tôi với cô ấy là cùng làm chung trong một bệnh viện chỉ vậy thôi. Ở bệnh viện thì hai người là đồng nghiệp, nhưng mà
quan hệ ở chỗ này thì... Không có, không có quan hệ gì hết. Cho dù anh nhận hay là không, trước khi người ta xuất hiện á, anh giống như sắp chết rồi vậy đó. Sau khi người ta xuất hiện á, anh tỉnh hẳn người ra. Tôi bị anh làm tức chết thì có. Thôi được rồi, công nhận thì thôi. Nhưng giờ này á, thấy cô ấy tới đây, bộ ở bệnh viện bận lắm hả? Người ta là bác sĩ mà, bận rộn là chuyện bình thường thôi. Ê, anh cũng là bác sĩ mà, sao anh đánh ra tới đây vậy? Vậy anh không bình thường rồi. Được, anh không bình thường. Anh có bệnh cũng không chịu đi khám bác sĩ, tức là không bình thường rồi. Anh kiếm cớ nó xéo tôi đó hả? Con gái bây giờ đó hả? Phương pháp chữa trị bệnh thất tình là cái gì chứ? Đi tìm người mới, nó không chừng đang hẹn hò rồi đó. Trời đất ơi, anh biết thành người xấu xa từ lúc nào vậy chứ hả? Anh sao lại như vậy? Người ta là một người con gái, vì tình yêu mà kiên quyết nắm giữ là hành động rất là cao cả đó. Anh cười người ta sao? Chà, tôi nghĩ cô ấy quen bạn trai mới sẽ vui hơn nhiều thôi. Vậy cũng gọi là xấu xa. Nó không chừng cô ấy cũng nghĩ vậy đó. Không tin hỏi cổ đi. Được, cũng vì câu này, ngày mai tôi cũng phải tới bệnh viện, tôi sẽ hỏi cổ cho nó. Nè, đừng nha, tôi chỉ nói giỡn thôi mà. Còn tôi thì không có giỡn đâu, tôi đang giúp cho anh đó. Nè, mày. Đây. Nè, hàng bên Pháp đã về chưa vậy? Để trong nhà bếp đó. Làm tốt lắm. Cảm ơn. Đẹp quá. Được không? Đẹp quá. David à, anh đúng là tốt bụng à. Thường hay ra tiền ra sức, còn thường hay đến chơi với tụi nhỏ nữa chứ. Chuyện nhỏ thôi, tôi giúp được tôi sẽ giúp thôi, đừng có xáo mà. Thì ra tay nghề của anh giỏi như vậy. Bữa nào rảnh dạy tôi đi nha. Chưa, không phải chứ chị Tiếu, chị biết nó chơi quá, tôi làm sao dạy chị được chứ. Ê, sao rồi? Ý gì Tiếu, chuyện gì vậy? Ôi trời, đau khớp quá. Thôi đừng làm nữa, để tôi làm cho. Tôi ra ngoài thoa rượu thuốc nha. Được. Là dì Tiếu. Chào bác sĩ Hướng. Bác sĩ Lý. Không có gì. Lúc đầu định tìm cô ăn trưa, nhưng đồng nghiệp nói là cô đi xuống đây rồi, cho nên tôi xuống đây tìm cô. Đúng rồi, tôi đến giúp ở đây. Lần sau nha. Cô Sasai, con muốn gọi điện thoại. Ê, cô không có đem điện thoại rồi. Cô có tiền lẻ không? Trên người cô cái gì cũng không có. Con muốn gọi điện thoại cho ba con. Tình Tình à, đừng có chua miệng. Mình cùng nhau quay về trung tâm lấy tiền lẻ, vậy là được rồi. Vậy con ở đây đợi cô. Đợi hả? Được, con ngoan ở đây đợi cô, không được đi đâu hết, có biết chưa? Dạ. Còn bạn nhỏ, con ở đây làm gì vậy? Chú ơi, có thể cho con mượn 1 đồng để gọi điện thoại không? Nè. Cảm ơn chú. Cô biết xài không đó? Nè, để chú giúp con. 1 đồng cho con. Rồi, bấm số điện thoại đi. Tuyệt bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin để lại tin nhắn sau tiếng bíp. Ba ơi, ba đang làm gì vậy? Má con bận lắm, không có thời gian chăm sóc cho con. Má sắp bị chú ghi giật đi mất tiêu rồi. Ba mau về đi. Tạm biệt ba. Được rồi, gọi điện thoại xong, chú bác sĩ đưa con về phòng bệnh được không? Không cần đâu, con còn phải đợi cô nữa. Máy lạnh ở đây rất là mạnh. Hay là vậy đi, chú đưa con về trước, rồi sau đó kêu y tá thông báo cho cô của con biết được không? Ngoan, đi thôi. Tinh à, sao con không được cô Sasa đưa về mà về một mình như vậy chứ? Là chú Một Đồng nói đưa con về trước đó. Chú Một Đồng là ai? Là ai vậy? Là người tốt. Nói chung lần sau không được như vậy nha. Xin lỗi nha mami. Không sao đâu. Nè, con xem nè. Wow, là trái dâu. Má con thấy con từ lúc nhập viện đã rất ngoan, lại không có khóc, cho nên khen thưởng cho con đó. Cảm ơn má nha. Không có gì. Ấy, má phải đi làm đây. Hả? Nhanh vậy? Tình Tình à, có cô ở bên cạnh con đây nè. Má ơi, má phải về sớm đó nha, để Tình đợi má đó. Má biết rồi.
Bây giờ làm điện liệu, không còn nghe tiếng rung của máy móc nữa, cũng không để lại cảm giác đau đớn gì, chỉ có cảm giác mát lạnh thôi. Giây phút này tôi cảm thấy bình yên và thoải mái, nhưng sau đó thì lại xuất hiện cảm giác buồn nôn, rát da, viêm họng và các tác dụng phụ. Tuy là rất khó chịu, nhưng chỉ cần qua được 9 lần còn lại, tôi sẽ có thể nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường, hạnh phúc bên Nhất Kiện Đồng. Em có muốn ra ngoài không? Anh nhất định không cho em ra rồi. Gần đây không phải đến bệnh viện thì suốt ngày ở nhà, đúng là buồn muốn chết luôn đó. Sức khỏe của em gần đây không được tốt mà. Anh hứa với em, để sức khỏe khỏe lại, anh sẽ hẹn đám tiểu ích đi dã ngoại, được không? Nè, là anh nói đấy nha. Vậy thì phải xem em có ý chí phấn đấu không. Mà uống đi. Tiểu Ngư à, má mở máy điều hòa giùm cho con rồi, pha nước luôn rồi đó. Uống sữa xong thì má đi làm mình đi ha. Con biết rồi, cảm ơn má. Con phải giúp má một tay, má đi làm cửa sổ đây. Má à, không phải sáng nay má lao rồi sao? Sao sẽ một chút vẫn tốt hơn, lỡ như bị nhiễm khuẩn thì phiền phức. Trị liệu là như vậy, bây giờ là trị liệu, làm gì dễ nhiễm khuẩn được chứ. Không sợ cái này chỉ sợ cái kia bà xã à. Như vậy má sẽ rất mệt đó. Ôi trời, má là trâu mà, ngồi không mắc công mệt thêm thôi. Cảm ơn má, con với Tiểu Ngư về phòng trước. Nè, từ từ, cẩn thận nha. Má đừng có làm nhiều quá đó. Được rồi. Má ngủ ngon. Ngủ ngon, ngủ ngon. Anh Nhạc, tại sao anh lại ở đây? Khoa cấp cứu dưới đưa tôi lên đây mà. Tại sao anh lại nhập viện vậy? Bị té đó. Vậy anh có cảm thấy chỗ nào không được khỏe không? Vậy thì có. Gần đây cả người hình như là không được khỏe cho lắm nha. Tay chân tôi giống như là không có sức vậy đó. Có phải anh bị cảm rồi không? Hay là anh uống thuốc gì rồi? Trời, tôi đâu phải là bác sĩ, sao tôi biết được chứ. Không phải cô là bác sĩ nói cho tôi biết tôi bị bệnh gì hay sao vậy. Huống chi trước giờ tôi cũng đâu có bệnh gì đâu, chỉ là hơi chóng mặt qua mắt thôi, cho nên mới bị té đưa vô bệnh viện mà thôi, chứ tôi đâu có uống thuốc gì đâu. Anh Nhạc à, anh có từng hay uống rượu hay không? Không có. Vậy đi bộ qua lại có vấn đề không? Hình như có à. Gần đây không biết tại sao bước đi hình như là không được vững cho lắm đó. Vậy còn thị lực? À có đó. Gần đây nhìn cái gì á, hình như là cũng hơi mờ mờ, giống như là có hai hình ảnh chồng lên nhau vậy đó. Anh thử dùng tay phải che mắt phải của mình lại đi. Nói cho tôi biết, nhìn thấy mấy cây viết? Một cây. Được, bỏ tay xuống đi. Lấy tay trái che mắt trái lại đi. Còn bây giờ? Cũng là một cây. Vậy tức là không nhìn thấy hai ảnh. Không đúng đâu bác sĩ à, gần đây tôi nhìn không rõ thiệt mà, cho nên tôi mới bị té đó. Theo như lời anh nói, chúng tôi có thể nghi ngờ anh. Xin lỗi nha. Alo, bà xã hả? Đương nhiên anh có nghe lời em, anh có uống thuốc. Đúng vậy. Bác sĩ đang ở đây, không nói nữa, tạm biệt nha. Xin lỗi nha bác sĩ. Nè anh Nhạc à, theo như những triệu chứng mà anh mắc phải qua lời của anh nói lúc nãy, chúng tôi nghi ngờ não của anh có khối u, chứ phải đợi có báo cáo xét nghiệm cuối cùng thì mới khẳng định được. Não của tôi có khối u hả? Vậy phải làm sao? Nếu như thật sự có khối u thì chúng tôi sẽ làm phẫu thuật để cắt bỏ khối u đó của anh. Hiện giờ vẫn trong giai đoạn quan sát, chưa khẳng định được. Đợi báo cáo ra rồi chúng tôi lập tức thông báo cho anh biết. Bác sĩ à, tôi nghe nói là phẫu thuật não thì rất dễ chết. Có thể không làm phẫu thuật mà chỉ uống thuốc thôi có được không? Bác sĩ Chung, cô có ý kiến gì cho bệnh nhân không? Không có. Cái gì? Cô đề nghị không cho Tử Đình qua vòng sao? Đúng, tôi cảm thấy cô ta vẫn chưa đủ tư cách. Sao lại vậy chứ? Tôi thấy thái độ học tập của cô, năng lực nè, kiến thức chuyên môn và kỹ năng giao tiếp, tất cả điều kiện cô ấy đều phù hợp hết mà. Không chỉ vậy nha, lần trước có bệnh nhân bị viêm tụy cấp, nếu không phải cô ấy phát hiện sớm thì cả chúng ta cũng không phát hiện ra. Nhất Kiện à, tôi cảm thấy cô ấy đủ tiêu chuẩn qua vòng đó. Nhận xét của hai người khác nhau quá. Vì sự công bằng, tôi sẽ xem lại một lần nữa sự đánh giá của hai người đối với Tử Đình, rồi mới xem xét lại có cho cô ấy qua vòng không. Tử Đình à, cô làm ơn đừng có gõ bằng phía ngoài có được không vậy? Làm tôi không tập trung được. Cô làm cái gì vậy chứ? Tôi đang tìm dữ liệu tác dụng phụ do thuốc gây ra. Anh lại ở đây phiền cái gì chứ? Ngày thường biểu hiện của tôi đã không có tốt rồi,
Con thường hay nói sai nữa. Tôi sợ qua nói khoác và Mỹ Tuyến nói xấu tôi trước mặt bác sĩ Trương đó. Kệ đi, cũng qua rồi. Bây giờ lo lắng kêu ít thôi, đâu có làm lại được. Ai mà không biết chứ. Cho nên tôi rất hối hận đó. Ê, hy vọng họ sẽ giải tay cho tôi. Chúc may mắn. Alo. Ờ, chết rồi, chúng tôi quên mất. Tôi cùng Tứ Đình sẽ lập tức qua liền. Xin lỗi nha, xin lỗi. Ờ, đừng như vậy mà, tạm biệt. Chuyện gì vậy, là ai gọi? Chúng ta quên có hẹn với Kevin và Gia Gia rồi. Đúng rồi, kết quả đánh giá ngày mai sẽ được công bố. Chết rồi, chúng ta còn hẹn tối nay cùng nhau đi đếm ngược nữa chứ. Còn nói nữa, chúng ta đã chạy một tiếng rồi đó. Đi thôi, họ giận đến muốn giết chúng ta rồi kìa. À, đi thôi. Ê, Mỹ Tuyết. Ừ. Mỹ Tuyết. Đi. Tuyết Đình. Sasha. Sao lại ở đây một mình vậy? Không về ký túc xá sao? Cô có gì không vui cứ nói cho tôi nghe đi. Tôi rất sợ vậy đó, gặp Mỹ Tuyết đó. Lúc nãy tôi đi uống nước với Gia Gia, cô ấy nói nghe được tin Mỹ Tuyết có thể, Mỹ Tuyết có thể không cho tôi qua thời gian thực tập đó. Cho dù có muốn khóc cũng phải tìm nơi thoải mái mà khóc. Đến nhà tôi đi. Đừng có nghĩ nữa mà, đi thôi. Ở đây rất thoải mái, giống như thiên đường vậy đó. Lát nữa chúng ta ăn món tráng miệng. Tối nay tôi đã chuẩn bị để cô ở lại đây rồi. Cô chịu cho tôi ở lại đây sao? Cô đâu có muốn về ký túc xá đâu. Cảm ơn cô nhiều lắm Sasha. Con người cô tốt bụng thật. Không giống tôi, cái gì cũng làm sai. Thật là vô dụng quá. Sao cô lại nói mình vô dụng như vậy chứ? Cô là bác sĩ mà. Đợi chút nha. Xin chào. Tử Đình có thấy chán không? Hành Tây chơi với cô nè. Sao anh biết tôi đang ở đây vậy? Là Hành Tây nhắn tin cho tôi, kêu tôi chăm sóc cô đó. Dạ dạ cũng nhận được tin, sao tôi lại không biết? Chuyện nhỏ thôi. Nè, chơi trò chơi đi. Cái gì không vui thì hãy quên hết đi. Nhưng mà tôi lại không rành chơi game. Không sao hết, chọn một trò thú vị hơn. Nhảy đi, lắc cái bông, chuyện buồn sẽ qua nhanh thôi. Ờ, không. Tôi nhảy khó coi lắm, tôi nhảy giống như là quái vật vậy đó. Tôi không nhảy múa trước mặt người khác đâu. Cô không muốn làm quái vật, vậy chúng ta đánh quái vật đi. Chỉ đánh quái vật thôi đâu có vui đâu. Vậy mình chơi trò nhấn đáp đi. Một bên đánh quái vật, một bên trả lời câu hỏi. Để chết đi. Bệnh nhân hôn mê bị chấn thương sọ não được đưa tới cấp cứu, kiểm tra qua ABC. Chỉ số hôn mê thấp hơn 9 thì phải làm sao? Lập tức gắn ống khí quản. Nếu như nhịp hô hấp đột ngột tăng nhanh thì phải cho một ít khí carbon, cho chụp CT khẩn cấp và thông báo phòng phẫu thuật. Bệnh nhân nữ 56 tuổi đột nhiên nhức đầu và hôn mê 5 giây, nghi ngờ não xuất huyết. Như CT hiện thị tất cả bình thường, vậy phải làm sao đây? Cô thiệt là ác. Tôi không trả lời được. Tôi biết. Xuất huyết dưới màng nhện, 25% bệnh nhân không kiểm tra được, cho nên phải châm đốt sống lưng, rút dịch não tủy, kiểm tra xem có hồng huyết cầu hay không. Nếu như có thì chính là xuất huyết não. Tôi thua rồi. Bánh kem ăn không ngon hả? Hay là cô có chuyện gì buồn? À không, bánh cho cô làm sao không ngon được. Tôi biết là lúc nãy anh ấy qua đây chơi với tôi là muốn cho tôi một chút niềm tin thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu như bây giờ tôi nhìn thấy Mỹ Tuyết, tôi cũng sẽ rất là hoảng sợ đó. Tôi định qua đây. Tôi cho cô coi cái này. Cây xương rồng có đáng sợ không? Gai của cây xương rồng thì hơi nhiều. Xem ra thì không đẹp bằng mấy bông hoa kia. Đúng. Nhưng mà cây xương rồng đại diện cho lòng kiên cường, còn có thể ăn được và có giá trị dược phẩm, có thể hỗ trợ giải độc. Cô muốn nói là Mỹ Tuyết giống như là cây xương rồng hay sao? Đó chỉ là ví dụ mà thôi. Mỗi người đều có mặt kiên cường và yếu ớt của mình. Tôi biết. Tuy rằng ngày thường Mỹ Tuyết rất là hung dữ, nhưng mà trước mặt Ben thì cô ấy là rất hiền lành và dịu dàng đó.
Đúng vậy đó. À, cô có từng nghe nói tới quả mắc cỡ chưa? Chỉ cần đụng vào một cái thì nó sẽ khép lại ngay. Nhìn là rất yếu đuối, nhưng mà thân của nó có thể trị gai cột sống, rễ của nó có thể hóa đàm trị viêm đó. Cô cười tôi là quả mắc cỡ hả? Cô cười lại được rồi. Lúc bị Tuyết không có ở đây thì là như vậy, nhưng lúc chị ấy vừa xuất hiện thì tôi lại rất căng thẳng, cảm thấy bị áp lực lắm. Vậy cô cứ từ từ, cái này chỉ là một quá trình mà thôi. Nhưng mà tôi thấy rất là vui, tại vì có cô và anh Thông coi tôi là bạn. Sao cô biết tôi không phải là thiên sứ bí mật? Nếu như là cô thì sao lại nói cho tôi biết chứ? Cũng đúng. Chào mọi người. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Hoàng Lâm, Bé Long. Nè, Dương Dương và Nguyên Nguyên đâu? Trên nước dẫn tụi nó xuống dưới nhà chơi rồi. Xin lỗi nha, làm phiền mọi người phải dìu Tiểu Ngư lên đây. Đừng có khờ, địa điểm tụ tập nơi nào cũng vậy thôi. Sức khỏe có tốt không? Cũng tốt lắm. Kem này phù hợp dùng sau khi làm điện liệu đó. À, tôi nấu canh lê tuyết nhĩ cho cô bồi dưỡng nè. Wow, hai người thiệt là chu đáo quá nha. Cảm ơn. Thật ra muốn tới thăm cô từ lâu rồi, nhưng mà nhất kiện đầu không có chịu đó. Nè, không tiện mà, bệnh nhân cần có thời gian nghỉ ngơi. Bệnh nhân cũng cần phải ra ngoài hít thở không khí trong lành chứ. Thì đó. Không sai. Nè Tiểu Ích à, rất tiếc anh không được đổi ngày nghỉ, nếu không có thể đi chơi thỏa thích với chúng tôi. Không đâu, hôm nay tôi nghỉ phép đó. Hay là tôi đi ăn cơm với mấy cô có được không? À, được, được đó, được. Dạ, chắc là em không có sao chứ. À, đương nhiên, con của chúng ta lớn rồi, có phải không? Nè, tối hôm nay ba của con phải đi làm, cho nên cô phải ngoan ngoãn nghe lời của má chăm sóc em trai của con nha. Dạ, con biết rồi. Trước khi ba ra ngoài, con phải nói gì? Con yêu ba ba. Dễ thương quá. Còn tiếng phổ thông thì nói là con yêu ba. Cái gì? Sao nó dở quá vậy? 520 là con số đó. Anh đã lệch một chút là biến thành em yêu anh rồi. Ờ, giờ ơi, anh yêu em. Ôi, nổi da gà. Chà, lần đầu tiên tôi nghe người ta nói tiếng phổ thông mà muốn nổi da gà như vậy đó. Để má mà nghe được chắc là cũng chịu không nổi luôn đó. Nè, sao vẫn chưa thấy má ra vậy? Ờ, đến vào xem. Ờ, à, không cần đâu. Má, gì thiếu? Má, xuất phát. Ờ, đúng rồi, chắc là má không đi được đâu. Hả? Ôi, không biết bị cái gì nữa. Có thể tối qua ăn nhiều quá. À, trời, đau bụng quá hay hà. Mắt con phiền mọi người đó. Con ở lại với má nha. Bà đó, con và Tiểu Ngư ở lại với má. Ôi trời, không cần đâu. Hiếm khi mọi người đi vui vẻ như vậy mà. Mặc kệ má, mấy đứa đi đi ha. Hay là con ở lại với bà nội, còn có thể học từ vựng mà tối qua con chưa học thuộc nữa. Ồ, con ngoan lắm. Ngoan lắm, nè thấy chưa. Có đứa cháu nuôi ở lại với má rồi. Mấy đứa đừng lo lắng gì hết, đi đi. Má không sao thật chứ? Không sao mà, nói nhiều quá. Đi đi. Dì Tiếu, tụi con đi đây. Dì Tiếu cẩn thận nha. Cẩn thận nha má. Được rồi, đi chơi vui vẻ đi, nha đi. Má cẩn thận nha. Được rồi, được rồi. Goodbye, tạm biệt, đừng có lo cho con. Hay quá, cuối cùng cũng được tự do. Cái gì tự do vậy? Không cần phải nói tiếng Anh nữa. Tối hôm qua hả, con học bài không ngủ được bao nhiêu hết á. Bà nội ơi, bà nội cho con ngủ trưa nha. Ê trời ơi, con muốn làm gì thì làm, bà đau khớp muốn chết rồi đây. Ê trời ơi, con tự chơi một mình đi ha. Căn giấy, cây quạt, căn giấy ướt, trái cây, các nước không? Không cần đâu, anh qua anh kìa, chỉ lo chăm sóc cho em, đầu cổ đầy mồ hôi không hả? Anh không yên tâm mà. Không yên tâm, sao lại để em đi ra ngoài? Em ở nhà thấy buồn đó. Đừng có căng thẳng quá, anh thả lỏng chút đi. Anh có từng nghe, có một người làm xong điện liệu là lập tức đi xe đạp liền chưa? Không phải chứ, em muốn đạp xe đạp. Không phải, anh khờ quá. Uống đi, uống nước đi ha. Xin lỗi, tại vì anh căng thẳng quá. Để anh thả lỏng một chút nha. Được. Ơi, chà, chúng tôi sắp biến quá. Anh bóng đèn điện rồi. Đúng á, vợ, anh cũng muốn đút ăn nè. Má dẫn con đi. Ê chà, Quy Quy khóc rồi. Đứng theo ba nữa, qua má ẩm đi con. Được, đi qua má đi con. Alo. Nhất Kiện, công xong rồi. Dì Tiếu nhập viện rồi. Sao lại như vậy? Tôi lập tức về ngay. Hả? Chuyện gì vậy? Không có gì. À, bệnh viện có chút chuyện, anh về trước. Có cần tôi đi với anh không? Không cần đâu.
Những thứ này là đồ dùng của vợ tôi, anh giữ giúp tôi, tôi quay lại liền ha. Đợi anh nha. Cẩn thận nha. Nhất Kiệt đâu? Má tôi đâu? Có thấy má tôi không? Bác sĩ Cao đã khám cho gì ấy. Má, không sao chứ? Không sao hết, chỉ là bị trượt chân té thôi. Đã kêu con được cơ báo cho biết mà. Dì Tiểu à, có nhiều chuyện giấu không được lâu đâu. Thật ra xảy ra chuyện gì? Cũng hơi là thằng Long nó phản ứng nhanh đó. Bà nội ơi, bà nội không sao chứ? Bà đừng có sợ nha, con lập tức kêu người ta cứu bà. Má, má đau tới đi không được, sao không nói con biết? Không cần lo lắng như vậy mà, đừng sợ. Dì Tiếu phải làm xét nghiệm xong mới biết có chuyện gì không? Bác sĩ Đăng. Má tôi sao rồi? Tôi đã làm xét nghiệm tổng hợp cho dì Tiếu rồi. Cống ngón tay, cổ tay, khuỷu tay và cổ chân của dì đều có tình trạng bị sưng. Hơn nữa đã sưng đến 6 tuần lễ rồi. Nè, kết quả xét nghiệm yếu tố thấp khớp là dương tính. Chỉ số máu lắng và phản ứng chất huyết thanh là rất cao. Chắc chắn chứng thấp khớp ở dạng thấp. Chứng thấp khớp dạng thấp hả? Không vấn đề gì đâu, uống thuốc và nghỉ ngơi nhiều hơn thì chỉ số sẽ hạ thấp lại thôi, không sao đâu. Nghe bác sĩ nói cái gì chưa? Không có sao, chuyện nhỏ thôi. Má, loại thấp khớp dạng thấp không trị dứt được đâu. Nói nhiều quá à, đi chơi với vợ con đi. Phải rồi, Tiểu Ngư vẫn còn nông trại. Anh cứ yên tâm đi, ta ca xong cho lại với gì. Anh chăm sóc má tôi giùm nha. Ngày mai con rước má xuất viện. Được rồi, má đi đi. Làm việc anh hả? Lúc nãy có một nhóm người ngồi đây chơi, một nam ba nữ hai đứa trẻ, anh có nhìn thấy không? Tôi không thấy, xin lỗi nha. Báo cảnh sát, báo cảnh sát. Sang